Mấy bạn, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn con Nikon Zoom 100 AF. Thì đầu tiên về pin thì mình tháo này ra, mình sẽ thấy được cục pin của nó tên là CR123A. Về trước khi mà mình muốn chụp với con này thì mình phải gắn phim trong máy. Thì đầu tiên mình sẽ kéo cái nấc này lên, mình sẽ mở buồng phim ra. Mình sẽ để cái đầu lò ra trên cuộn phim nè, hướng lên trên, kéo qua đây một đoạn. Ok, và xong close, đóng nắp lại. Thì nó bắt đầu roll phim. Khi mà nó lắp phim được, nó sẽ lên số 1. Và mình bật máy lên thì nó sẽ lên bật máy. Và thích gì thì mình đưa lên, mình nhấp nhẹ, đó, nhấp nhẹ, xong mình bấm chụp. Thì cái con này á, khi mà nó hồi flash xong á thì nó mới cho mình chụp. Thì khi mà hồi flash xong thì mình chụp nè, đó, là ok. Rồi sẽ chớp chấm đỏ tiếp để nó hồi flash. Ok, mình sẽ có những cái function trên cái máy. Đầu tiên đó là bên dấu flash này, thì nó sẽ có là auto flash. Auto flash có nghĩa là thiếu sáng nó bật và đủ sáng nó không bật. Bấm cái nữa lên double flash, rồi là flash nó sẽ đánh mạnh hơn. Cái này là tắt flash nè, cái này là lúc nào cũng bật, cái này là flash low là nó sẽ đánh chậm hơn chút. Rồi bên đây bấm một cái nó ra hình dấu tắt flash và ngọn núi, nó sẽ giúp cho mình ưu tiên chụp về mặt phong cảnh thôi. Bấm cái nữa thì nó sẽ ra cái dấu đồng hồ nè, là hiện giờ chụp. Ok, bên đây nó sẽ có hai cái nút là zoom ra nè, zoom vô nè, và khoảng cách những con này lấy nét được gần nhất là từ 1 mét trở đi, còn nếu mà xa hơn thì nó sẽ không cho mình chụp. Ok, và mình thích gì thì mình đưa lên, mình ngắm xong mình bấm là nó cho mình chụp. Ok, rồi nếu mình không chụp thì mình có thể tắt máy đi, giống như thế này. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ có được thêm gì nữa, thì mình sẽ chụp, nhớ tự động lên phim, mình chụp hết nó tự động tua phim về. Nó sẽ có cái nút nhỏ xíu chính giữa này, rồi nút tua khẩn cấp. Trong trường hợp mình chưa chụp hết, mình nhấn nút đó thì nó sẽ tự động trả khẩn cấp nguyên cái cục phim về luôn. Ok, chỉ vậy thôi. Và trả hết phim về thì nó sẽ im, mình mở nắp ra thì nó sẽ cho mình lấy cuộn phim ra và đem đi rửa. Rồi, chúc bạn sẽ có những shot hình đẹp với con máy này nha.